Y học được xem là mảnh đất ứng dụng công nghệ nano rộng lớn và mạnh mẽ nhất. Nhiều doanh nghiệp trong thời gian gần đây có hướng nghiên cứu công nghệ này trong hệ dẫn thuốc, giúp tăng khả năng hấp thụ của cơ thể con người. Tuy nhiên, để làm chủ được công nghệ có kích thước siêu nhỏ này không phải là một điều dễ dàng, đòi hỏi ở người nghiên cứu sự kiên trì và bản lĩnh vượt qua những thách thức. Câu chuyện của tiến sĩ Lưu Hải Minh, người đã dám rời bỏ đỉnh cao của kinh doanh để theo đuổi và tạo ra nano curcumin thể lỏng. Hoạt chất curcumin trong củ nghệ hỗ trợ điều trị nhiều bệnh mãn tính, đặc biệt là các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa. Cái khó là curcumin khó tan trong nước, ở dạng bột hay viên nang, độ tan đều còn kém, khiến khả năng hấp thụ hoạt chất của cơ thể giảm. Riêng với nano curcumin dạng lỏng, độ tan tăng hơn 10.000 lần, độ hấp thụ hơn 90%. Người nghiên cứu và điều chế ra dung dịch nano curcumin đó chính là tiến sĩ Lưu Hải Minh. Từ bỏ với kinh doanh phần mềm đã gắn bó hơn 20 năm, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tiến sĩ Lưu Hải Minh quyết định dấn thân vào công nghệ nano để theo đuổi đam mê ngành hóa sinh từ thời trung học. Lúc đầu thì mọi người gặp tôi thì nói tôi bị hoang tưởng. Tại vì là tôi không phải là dân chuyên nghiệp về hóa dược mà đi làm công nghệ nano. Vì cái niềm yêu thích từ bé nên là mình làm mình có thể vượt qua bất kỳ một cái trở ngại nào dù khó khăn nhất. Nó có nhiều cái bỡ ngỡ ban đầu nên là tôi là không phải là học những cái cơ bản ban đầu từ ngành hóa ngành dược, nên là riêng về đọc tài liệu các thứ là mình phải đọc rất rất nhiều và có khi phải tìm hiểu có khi gấp 3, gấp 4 lần những người mà người ta đã từng học qua những chuyên ngành này. Chân nước chân giáo bước vào lĩnh vực mới, mây mò tìm kiếm ứng dụng công nghệ, cùng lúc phải giải hai bài toán nghiên cứu và thị trường. Tiến sĩ Lưu Hải Minh và đồng nghiệp không ít lần phải dừng lại mà tiền của thì vẫn ra đi. Mình đốt đến những đồng tiền cuối cùng mà mình chẳng có sản phẩm gì. Tôi đã 3 lần không còn một nhân viên rồi. Họ nhìn thấy cái sự thất bại của họ đi. Mình lúc đấy mình phải sốc lại chính mình và mình xem lại. Cái câu chuyện của tôi thấy là cần cái sự quyết tâm. Thì cái sự quyết tâm tôi có. Sau 9 năm kiên trì nghiên cứu, tiến sĩ Lưu Hải Minh và nhóm nhà khoa học cuối cùng cũng đã làm chủ được công nghệ. Hạt nano được tạo ra chỉ có kích thước từ 20 đến 50 nanomet, chạm tới tiêu chuẩn của thế giới. Không có một cái máy gì có thể cắt cái hạt nano cả. Chỉ có cách là trong các cái quá trình nghiên cứu thử nghiệm của mình thì cái phản ứng này được ghi chép lại, nó tạo ra cái hạt, xong mình đi đo thì chúng tôi phải mất khoảng hàng nghìn thí nghiệm. Sản phẩm dung dịch nano curcumin của tiến sĩ Lưu Hải Minh và công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải đã nhận bằng sáng chế của Bộ Khoa học Công nghệ vào năm 2016. Tới nay sản phẩm luôn được thị trường đón nhận. Nhưng với vị tiến sĩ này, con đường nghiên cứu của anh và đồng nghiệp để hoàn thiện công nghệ vẫn còn dài. Quan điểm của tôi là never give up, là không bao giờ bỏ cuộc. Tôi có một cái mong muốn là tôi sẽ giúp cho những người muốn nghiên cứu khoa học và công nghệ nano của tôi trong tương lai có thể biến những cái cây cỏ, những cái dược liệu của Việt Nam để điều trị một loạt các bệnh mãn tính và ác tính trong tương lai. Cái ước mong là như thế, còn thực hiện mình phải nỗ lực thôi.